Ở Quảng Nam, tỷ lệ thầy cô giáo sinh hoạt trong các chuyên ngành sáng tác của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khá cao và tỷ lệ các thầy cô giáo đứng lớp sáng tác văn thơ nhạc họa không chuyên cũng chiếm con số không nhỏ. Bằng tình yêu nghề, các thầy cô đã cần mẫn như con ong hút mật ngọt dâng hiến cho đời. Bên cạnh đó, qua lời văn ý thơ nốt nhạc, các thầy cô đã từng ngày lặng lẽ gieo vào tâm hồn các em những cung bậc yêu thương về tình yêu và khát vọng vươn tới những chân trời tươi đẹp. Theo tôi thì không chỉ trong trong lĩnh vực văn học mà trong đời sống văn học nghệ thuật của Quảng Nam thì anh em văn nghệ sĩ là nhà giáo rất là đông, và họ có những cái đóng góp rất đặc biệt đối với đời sống văn học nghệ thuật của xứ Quảng. Số nhà giáo làm thơ có lẽ là đông nhất, tiếp theo là nhà giáo hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật. Có lẽ nó xuất phát từ cái đặc trưng nghề nghiệp, cho nên cái tính mô phạm, cái sự chuẩn mực trong sáng tác của họ nó thể hiện rất là rõ trong từng tác phẩm. Xuất phát từ cái đặc điểm nghề nghiệp và cái niềm say mê văn học nghệ thuật thì họ đã tạo được những cái tác phẩm có chỗ đứng ở trong lòng công chúng, trong lòng những người yêu nghệ thuật nói chung. Ngoài ra thì chính những anh em văn nghệ sĩ là nhà giáo đã tiếp lửa cho rất là nhiều các tác giả trẻ, nhiều tác giả thơ và văn xuôi, kể cả mỹ thuật thiếu nhi nữa, được phát hiện, được bồi dưỡng, sau đó được kết nạp vào Hội, cũng phần lớn là do các nhà giáo, các văn nghệ sĩ là nhà giáo phát hiện. Văn học là những cái vấn đề của con người đối với con người, thành thử tất nhiên văn thơ của các thầy cô sáng tác cũng vào mục đích đó. Những cái tình cảm rung động qua những tháng ngày dạy học, những tình cảm nảy sinh từ quan hệ với phụ huynh, từ quan hệ với đồng nghiệp, rồi quan hệ với học sinh. Họ thường dùng văn học để như một lời gửi gắm cho chính mình, đồng thời những lời dặn dò cho cái thế hệ sau. Vì vậy, cái chất xúc tác này nó sẽ còn mãi mãi trong cái môi trường giáo dục. Đối với tôi thì cái này nó thường trực từ khi còn làm nhà giáo và đến vẫn duy trì đến nay. Cái tình cảm đó thì trong những tác phẩm của riêng mình thì hầu hết tôi cũng dành cho những cái tình cảm của mình đối với một cái ngành này không thể thay thế được đối với bản thân của chúng tôi. Do đó những câu thơ, những bài văn chúng tôi viết ra thì cũng đều dành tỷ lệ lớn cho những cái nỗi niềm, những cái cảm xúc từ ngành giáo dục. Nói chung là bản thân tôi cũng đọc rất nhiều cái bài thơ của những chị em nhà giáo, cũng như là các cái bài nhạc sáng tác theo vở nhạc từ thơ. Thì đó là những cái bài nó vô cùng xúc động mà nói về cái tình yêu thương các em, cái sự gắn bó với nghề nghiệp, đặc biệt là cái sự quan tâm sâu sắc với mỗi hoàn cảnh của các em để nâng các em mỗi ngày một tiếng trên cái đường học tập của các em. Một viên phấn tròn, từng nét phấn dài, lung linh như muôn ngàn tia sáng. Âm nhạc bài hát do Ngọc Lê thể hiện. Đó là những lời đầu tiên trong bài hát Tôi là viên phấn nhỏ của nhạc sĩ Phan Văn Minh, sáng tác cách đây hơn 10 năm. Lời bài hát thay cho điều mà nhạc sĩ, thầy giáo Phan Văn Minh ngày ấy muốn gửi đến các em sinh viên ngành sư phạm của mình về tâm huyết, tình yêu trẻ thơ đối với những người chọn con đường đứng trên bục giảng truyền thụ kiến thức cho học sinh. Giản dị như những viên phấn nhỏ mà tình yêu thương luôn đong đầy trong mỗi giờ lên lớp. Đúng như một câu thơ ai đó đã viết nên, mãi miết đôi tay đầy bụi phấn trắng phao, như nhà nông bốn mùa lấp lánh. Cái tình của người mang sứ mệnh đưa đò thật cao đẹp biết bao. Như các bạn thấy đó, bài cái đề nó là tôi là viên phấn nhỏ. Và viên phấn thì nó liên quan tới người thầy đứng đi bục giảng. Cho tôi lấy hình tượng viên phấn. Một viên phấn có nghĩa là nó làm từ một cái loài vật liệu như đá vôi chẳng hạn. Vốn là một cái thứ vô tri ở trên một cái vùng ngọn đồi đá vôi nào đó. Nhưng mà khi vào tay con người được rèn lại, được khuôn mẫu trở lại thì nó trở thành một cái vật có ích. Và
dù nó trở thành viên phấn nhưng nó vẫn cứ là một cái hình tượng nó rất là trong trắng và nó đơn sơ, rất đơn sơ, rất đơn giản. Nhưng nó là đem lại một cái lợi ích rất to lớn, nó đem lại một cái niềm tin rất lớn đối với lại cái người dạy học cũng như đối với các thế hệ học trò. Cho nên mình dùng cái là tôi chỉ là tôi ngày xa xưa chỉ là một cái tảng đá bên đồi thôi. Nhưng mà bây giờ tôi trở thành nhà giáo thì vẫn mang cái bản chất đơn sơ và trong trắng như cái màu phấn trắng của từ cái viên đá cội ngày xưa. Chắc hẳn mỗi người từng đi qua năm tháng học trò luôn ước ao được nghe cô giáo, thầy giáo hát hoặc là đọc thơ mỗi buổi đến trường. Đặc biệt cuốn hút hơn với những bài thơ do cô thầy sáng tác, gần gũi và thân thương biết bao. Những câu thơ dù chưa thật hoàn thiện về cấu trúc, chưa đủ bay bướm về ngôn từ, nhưng đã thầm lặng gieo vào tâm hồn tuổi thơ chúng tôi và bao cô cậu học trò cùng lứa biết bao tình cảm yêu thương. Rõ ràng thiên chức của người lái con đò tri thức và tình yêu thương học trò không chỉ thể hiện trên bục giảng mà còn lặng lẽ gửi vào vần thơ, nốt nhạc, bức tranh như một làn gió mang hương hoa bay khắp những sân trường và len lỏi vào từng lớp học. Có khi thơ là đỉnh bình yên cho em nương nấu, có khi thơ là đồng cỏ rùm rộn vàng ôm ấp em, có khi thơ là tiếng đêm thầm thì đánh thức những cảm giác, đánh thức cái nhìn mới. Dù thế nào, thơ không bao giờ phản trắc lọc lừa như cuộc đời em phải đối mặt. Em đã vẽ bao bức chân dung biếm họa lệch chuẩn rồi tự giễu nhại mình. Em đã vẽ bao giấc mơ đa màu thâm thẳm chênh vênh, đã hẹn cùng thơ một mùa xuân nồng đượm men say, đã hẹn cùng thơ một lời yêu mộng mị, hò hẹn mãi trên cánh đồng mật ngữ. Em gói giấc mơ thả về phía mặt trời. Mỗi lần mà nghe thầy cô giáo đọc về thơ, về những bài tự trường, khiến cho em có cảm giác bờ hồi xúc động, gợi cho ta nhớ về những kỷ niệm giữa tình bạn thầy cô về mái trường. Mình cũng thấy rất vui, những phần thơ của thầy cô đọc lên là trong đó chứa đựng biết bao nhiêu tình thương, tình cảm của người thầy dành cho mình. Có lẽ khá quen thuộc với những thầy cô giáo làm thơ viết văn như Nguyễn Tấn Sĩ, Nguyễn Chiến, Đỗ Thị Kết, Ngô Thị Thục Trang, Lê Đức Thịnh, Ngô Phú Thiện, Nguyễn Ngọc Chương, Nguyễn Bá Hòa, Trương Vũ Thiên An, Mai Thanh Vinh, Lê Thị Điểm, Ngô Hà Phương, hay Nguyễn Cường, hay Trần Cao Vân, Lê Xuân Trúc, Võ Như Diệu. Nhiều năm nay đã chọn cho mình những lối đi riêng trong văn học nghệ thuật để đến được với công chúng và để gieo vào tâm hồn tuổi học trò những cảm xúc, nhận thức ngoài sách vở, góp phần hình thành và bồi đắp nhân cách làm người cho các em khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi thấy thơ là một cái hình thức nó rất nhẹ nhàng, đưa tình cảm từ con người đến con người, mà đặc biệt là đối với thầy cô giáo là sống trong một môi trường là giáo dục các em học sinh. Vì do đó tình cảm đương nhiên là nó sẽ bộc lộ, mà tôi thấy nhân ngày 20 tháng 11 nó biểu hiện nhiều nhất. Hầu như nhà trường nào cũng tổ chức những cái tập san báo, những trang web blog hoặc những tập sách để đăng tải những tình cảm của thầy cô giáo, mà thể hiện rõ rắc nhất là những bài văn, những bài thơ của cô dành cho mái trường, của cô thầy dành cho các em. Và tôi thấy rằng cái điều đó nó tự nhiên nó cũng phát triển lên một cái nguồn viết ở trong tỉnh Quảng Nam. Hầu như những người làm thầy là hay sáng tác. Vì vậy nó tuyển chọn lại, chúng ta thấy rằng trong những năm qua, cái đội ngũ các thầy cô giáo đã cộng tác rất nhiều ở trên cái lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Nói như nhà phê bình văn học Hoài Thanh á, thì là khi tôi thích một bài thơ, là thích một tâm hồn đồng điệu, thì nó là như thế. Chính vì vậy mà những nhà giáo làm thơ, trước hết là cởi mở tấm lòng của mình, được giải bài. Nhưng điều thứ hai tôi thấy là những nhà giáo làm thơ có một sự chuẩn mực quyết định, và sự chuẩn mực đó rất đáng trọng.
Thế nhưng chính cái sự chuẩn mực này đôi khi cũng giúp, cũng làm cho nhiều giáo chúng ta đôi khi khó thoát ra, khó có những bứt phá, khó có những phá. Thế nhưng rất mừng là đội ngũ nhà giáo làm thơ của Quảng Nam ta là những người làm thơ hay, có thể nói như thế. Tôi có thể lấy ra một vài ví dụ như thầy Trương Văn Quang, thầy Nguyễn Tân Ái của trường chuyên Bình Kim, hay là một số cây bút nữ như cô Phương Dung trước đây, hay là cô Mai Thanh Vinh, rất nhiều người cô giáo làm thơ nhưng mà đã có những sự bứt phá nhất định, làm mới cho thể thơ truyền thống một phần nhưng mà tiếp cận những cái mới với những trào lưu thơ mới hiện nay. Đó là điều mà tôi rất ghi nhận đối với nhà thơ nhà giáo của Quảng Nam ta. Mình đã về hương 5 năm rồi và mình có cái thời gian rất là rảnh để mà chiêm nghiệm lại, để suy nghĩ lại cái những cái quãng đường mà mình đã đi qua, đó là cái đoạn đường mà mình đi dạy. Và mình nghĩ rằng là có rất là nhiều là tiếc nuối. Cái tiếc nuối là cái những điều mà mình chưa làm được khi mà mình đi dạy. Bởi vì đôi khi khi đi dạy mình cứ nghĩ tới soạn giảng, đầu tư để như thế nào để cho học trò hiểu, rồi có những cái trăn trở rất là về vấn đề nghề giáo của mình. Nhưng mà bây giờ cái thời gian mình càng rảnh thì mình nghĩ tiếc nuối được rằng là có những cái điều mà mình chưa làm được trên một giảng, mình chưa làm được nhiều cho những học sinh, giúp cho học sinh nó yêu văn học hơn, nó tiếp cận với văn học hơn. Bởi vì mình là dạy văn mà, cho nên là mình nghĩ là có nhiều tiếc nuối. Chính những cái tiếc nuối đó nó đã đi vào trong cái thơ ca của mình, cái điều mình chưa làm được. Giá như đôi khi lúc bây giờ thì mình nghĩ rằng giá như mình lui lại 5 năm 10 năm là mình sẽ làm được những cái điều mà mình chưa làm được cho học trò của mình, cho cái nghề nghiệp của mình, cho cái niềm yêu thích của mình dành cho học trò. Ở một phía khác, hình ảnh thầy cô, mái trường và năm tháng tuổi học trò luôn là đề tài phong phú và ý nghĩa để những người làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc chọn đưa vào tác phẩm của mình. Trải qua bao năm tháng thời gian, đã có biết bao ca khúc, vần thơ đầy cảm xúc được dệt nên bởi những tâm hồn, những tấm lòng tri ân thầy cô giáo mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm tuổi học trò. Ai nâng cánh ước mơ cho em là thầy cô không quản ngày đêm. Ai dạy dỗ chúng em nên người là thầy cô công ơn suốt đời. Hay khi thầy viết bản bụi phấn bay bay, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Có lẽ giống các tỉnh khác, cái lực lượng nhà giáo mà tham gia các hội văn học nghệ thuật tỉnh khá đông, ở Quảng Nam khoảng một nửa. Và nói chung hôm nay gần như là lực lượng nòng cốt của văn học Quảng Nam trong thời gian qua, cả thơ và văn nữa. Thường là nó anh em viết cũng nhiều, tức là nó vừa từ các ngành giáo dục trong ngành hoặc là các mảng khác nó cũng nhiều, nó không đi riêng một mảng gì, giống như các một số tác giả khác nó cũng vẫn đi đầy đủ giống như các tác giả mà không phải trong ngành giáo dục. Có lẽ là cái con đường mà tới với là văn học của các thầy cô có lẽ xuất phát từ nhà trường và có lẽ từ cái nghề và với học sinh với cái mới trường rồi mới đi qua cùng những cái mảng hoạt động khác. Do đó là nó mặc dù đi nhiều cái mảng đề tài khác nhưng mà cái lăng đi lăng lại thì vẫn quay về cái đề tài chủ yếu của thầy cô gắn bó là nhà trường, học sinh với lại nghề nghiệp. Ở Quảng Nam thì nhà giáo làm thơ rất là đông, có nhiều cái bút có thành danh, nhưng mà cái điều tôi thấy một điều lạ là họ rất ít viết về nghề, rất ít viết về trường. Nhờ đối với riêng tôi thì tôi thấy rằng là tôi không trực tiếp nói về cái nghề dạy học, nói về ngôi trường, nói về các em, nhưng mà chính cái hình bóng các em, chính cái sự trong sáng hồn nhiên thơ ngay, cái sự trẻ trung đó nó làm cho cái tâm hồn mình trẻ trung, nó là cái đẹp, cho nên nó dễ gợi lên cái ý thơ. Nhưng mà học trò tôi thấy lứa nào nó cũng đáng yêu cả, học sinh lứa nào nó cũng ngoan, như cái nhìn chung như vậy, lứa nào nó cũng trong veo, nó cũng ngây thơ, nó cũng đẹp cả. Cái điều đó là cái điều mà làm cho tôi rất đỡ yêu nghề. Vâng, thầy ru điệp khúc quê nhà cho em quả là câu thơ vừa đàm tắm yêu thương, khẳng định thêm một lần nữa tình thầy trò với con chữ đưa ta vào đời từ những điều mạc chân quê nhất.
Câu thơ ấy lại nhắc nhớ cho những ai còn giữ cho mình, giữ trong lòng mình một thời hoa niên với bao nhiêu kỷ niệm mới vừa đâu đây.